Xin chào tất cả các bạn, phóng viên Việt Vietbao.de Quỳnh Nga đang có mặt tại công ty du học và thể thao Và hôm nay Việt Vietbao.de muốn giới thiệu với các quý vị một gương mặt mới, một chủ công ty trẻ Cháu sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Liên bang Đức, Thùy Nhung Bác xin chào con Dạ, chào bác ạ à, Biết là con học quản lý du học và du lịch quốc tế và con mở ra công ty này Hôm nay bác rất vui và bác muốn con giới thiệu với công ty của mình Dạ vâng, à, cho con xin xin giới thiệu cái công ty của con ạ. À. Công ty của con có 15.000 khoa học trong 300 trường trên toàn thế giới. Thì cái con công ty của con có 3 dịch vụ chính. Dịch vụ thứ nhất là du học đại học. Con có thể giúp các em ở chẳng hạn ở Việt Nam hoặc là ở bên đây sang bên nước ngoài để học đại học, tốt nghiệp đại học, sau đó thì là tìm công an việc làm ở bên đó. Cái dịch vụ thứ hai là du học phổ thông con có thể giúp các em, chẳng hạn đặc biệt là Việt Nam, sang bên đây, sang bên Đức, sang bên Anh, sang bên Mỹ, học phổ thông, tốt nghiệp phổ thông, sau đó kết nối vào đường học đại học luôn. Cái dịch vụ thứ ba là du học tiếng và thể thao. Cái mục đích của chương trình đấy là như thế nào? Con muốn các em đi sang bên nước ngoài để thứ nhất để là học tiếng. Nhưng mà thứ hai, uh, thứ hai nữa là cho các em thêm kỹ năng sống, tự tin và tự lập hơn.

ja, sehr gerne. Ähm, was wir hier bei B2Education machen, sind drei Hauptdinge. Erstens, ich kann euch dabei verhelfen, einen Universitätsplatz zu finden, nicht in Deutschland, sondern zum Beispiel in England, in Amerika, in Kanada und viele weitere Länder. Dann kann ich euch auch dazu verhelfen, ein Auslandsjahr zu machen, zum Beispiel in den USA, in Kanada oder in Australien, wenn ihr das möchtet. Und äh, drittens, wenn ihr lieber nicht so lange unterwegs sein wollt, lieber für äh, zwei, drei Wochen im Ausland, zum Beispiel in den Ferien verbringen möchtet, dann kann ich euch auch gerne eine kurzzeitige äh, Sprachreise anbieten. Mit viel Spaß, mit äh, viel Freude, vielen lustigen Aktivitäten im Ausland. Quỳnh Nga nghĩ rằng đây là một công ty rất là tốt cho các bậc phụ huynh. Chúng ta muốn tìm hiểu thêm và chúng ta muốn cho con em mình được đi học. Chúng ta hãy đến với công ty. À, theo địa chỉ phòng 408 phố Hedbeck, trà 3334, 10365 Berlin Theo số điện thoại 030-265-96166, 0174-37... 28993 và Việt báo.de sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về công ty xin mời các quý vị hãy theo dõi và một lần nữa uh, thay mặt cho những độc giả Việt báo và cá nhân bác Nga chúc cho công ty của cháu thành công xin dạ, vâng. cảm ơn các quý vị đã theo dõi video của chúng tôi